Năm 26 tuổi, gặp được Ngài Phương Đông Mỹ. Đây là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời. Tìm được con đường chính xác. Thầy giáo đã giảng cho chúng tôi rõ ràng, sáng tỏ. Điều mà trước đây chưa hề nghe qua. Tôi học triết học với Ngài. Đơn vị sau cùng là triết học kinh Phật. Lúc đó tôi rất kinh ngạc. Phật giáo là tôn giáo, là mê tín. Mà còn là tôn giáo cấp thấp trong tôn giáo. Tôn giáo cấp cao chỉ có một vị thần, một vị chân thần thôi. Còn đa thần giáo, phím thần giáo gọi là tôn giáo cấp thấp. Phật giáo thì thứ gì cũng bái. Cho nên không hiểu được, sinh ra hiểu lầm rất lớn. Cho rằng đó là phím thần giáo, đa thần giáo. Thầy Phương nói với tôi, Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Kinh điển Đại Thừa là đỉnh cao nhất trong triết học trên thế giới. Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Học Phật thì thế nào là không gì vui bằng. Câu nói của Khổng Tử là học mà thực hành thì không gì vui bằng. Còn lời Phật nói là pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm an lạc. Nếu quý vị thật học Phật thì thật được như thế. Vì sao vậy? Bởi người người đều là Phật, ai ai cũng là Phật. Họ cũng không có mảy may khuyết điểm. Làm bao nhiêu việc tốt không có khuyết điểm, làm tất cả việc xấu cũng không có khuyết điểm. Là thế nào? Là biểu diễn trên sân khấu thôi. Biểu diễn làm một người thiện biểu diễn thôi, thì họ làm sao có thiện ác? Nếu biểu diễn làm người ác, cải trang được rất giống, diễn được rất thành công. Nhưng họ là bình đẳng. Chúng ta nên xem thế gian này như thế nào là sân khấu. Học sinh là ai? Học sinh là chính mình. Những người khác đều là thầy giáo đến dạy chúng ta, đến giúp đỡ chúng ta quay đầu, giúp đỡ chúng ta khai ngộ, giúp đỡ chúng ta hồi quy tự tánh. Vì thì quý vị sao lại không vui vẻ chứ? Từ sớm đến tối đều ở chung với Thánh Hiền Bồ Tát, thì quý vị không vui vẻ sao? Thực học thì đạt được như vậy. Nên lời của cổ nhân không phải là lời giả. Lời này không phải của tôi nói, mà là cổ nhân nói. Chỉ có mình ta là phàm phu. Phàm phu được ân huệ, được lợi ích. Luôn luôn nghĩ đến tất cả mọi người đều là thầy giáo, là bạn tốt. Khổng Tử nói, ba người đi, tất có thầy ta. Ba người đi thì chính mình là một người thiện và một người ác. Với người thiện, chúng ta phải học sự thiện của họ. Họ tốt chỗ nào thì học họ. Những người ác thì họ tạo ác để chúng ta thấy, giúp chúng ta phản tỉnh không tạo những việc ác ấy. Tất cả thảy là đến biểu diễn. Vì vậy, một người dạy ta thiện pháp, một người dạy ta sửa sai lầm mới. Họ làm ra tấm gương để cho ta xem, giúp cho ta tự biết thiện ác, giúp ta hiểu rằng làm thế nào xử lý vấn đề này. Khi nhìn thấy bất thiện thì quay đầu xem xét chính ta có hay không. Nếu ta có thì quyết định không được làm. Đó là thầy của ta. Ta không được xem thường họ. Nếu họ không biểu diễn trước mặt ta thì làm sao ta biết chính mình có lỗi lầm? Làm sao biết chính mình cần phải sám hối, phải sửa sai? Không thể. Nên đối với những người đó phải cảm ơn. Cho dù là oan ức, ta cũng cảm ơn. Tại sao vậy?
để ta nghiêm túc phản tỉnh ta thực sự có lỗi lầm đó hay không. Họ hủy bán ta nghe thấy rồi, mà ta không có, thì rất vui mừng. Ta cảm ơn họ. Lần này họ nhắc nhở cho ta, làm ra lần phản tỉnh đó. Giống như bài tập thầy giáo chế định ra, chúng ta nghiêm túc học tập. Vậy thì mới có thể khế nhập cảnh giới thánh hiền, mới vào được quả Phật Bồ Tát. Cho nên tâm chân thành quan trọng biết bao. Chúng ta ngày ngày niệm mà không có, tự lừa gạt chính mình, lừa dối chúng sanh. Nên A-di-đà Phật phái lão hòa thượng Hải Hiền biểu diễn trụ thế. Thầy ấy là do ai phái đến vậy? Là do A-di-đà Phật phái đến để làm ra tấm gương niệm Phật cầu giảng sanh cho chúng ta. Quý vị thấy lão hòa thượng mỗi ngày từ sáng tới tối hoan hoan hỷ hỷ, gặp người nào cũng mỉm cười, ngay là thế nào? Pháp khí sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Trong tâm của lão hòa thượng luôn không có một người ác. Dù quý vị đánh ngài, quý vị chửi ngài, sỉ nhục ngài, thì lão hòa thượng đều cảm ơn quý vị. Trước nay chưa có ai quở trách. Ngài trộm bắp rất cực khổ mà có người trộm, bị ngài nhìn thấy rồi. Ngài liền nói với người đó, không sao đâu, hãy chọn trái lớn lấy thêm đi. Chúng ta phải học những điều này. Tại sao họ phải trộm? Vì họ không có tiền mua. Họ cần lương thực. Chỗ chúng ta có dư, chỗ họ không có, mới ra sức lấy. Lần sau, người đó gặp lão hòa thượng thì thân mật rồi. Cung kính lão hòa thượng. Vì thế sách Tam Thánh Vịnh Tư Tập của Lai Phật Tự cũng nên xem nhiều. Xem nhiều thì thêm trí tuệ. Nhìn lão hòa thượng vui vẻ như vậy, pháp khí sung mãn, tự tại. 112 tuổi vẫn leo cây hái trái hồng để chiêu đãi tín đồ. Tự mình leo cây dù đã 112 tuổi. Đối đãi người thì người người đều là người tốt, việc việc đều là việc tốt. Chỉ cần quý vị không có phân biệt chấp trước thì quý vị sẽ nhìn ra việc việc là việc tốt. Đều là để giúp đỡ chúng ta tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ. Để khảo nghiệm định công của chúng ta, khảo nghiệm lục hòa, lục ba la mật của chúng ta. Rốt cuộc chúng ta có hay không? Chúng ta đạt được bao nhiêu? Họ du oan đổ lỗi cho quý vị. Bịa đặt sinh sự với quý vị. Thì quý vị sẽ nổi nóng hay không? Sẽ oán hận hay không? Vẫn còn thì chưa đạt.
đó là thầy giáo tới kiểm tra mà quý vị chưa đạt được. Thực sự hiểu rõ rồi, thầy giáo bảo chúng ta làm phản tỉnh cao thêm một cấp, có sai thì sửa. Không có thì lấy đó để răn nhắc mình. Vậy thì người nào không phải thầy giáo? Trẻ em cũng là thầy giáo. Người già cũng là thầy giáo. Người thiện là thầy giáo, người ác cũng là thầy giáo. Người phát tâm Bồ Đề, dùng tâm thái ấy để xử sự đối người tiếp vật sẽ cảm hóa được người khác. Họ sống ở nơi này, sống 3 tới 5 năm thì người ở nơi này đều được cảm hóa. Cho nên, học rồi mà không làm ra tấm gương, vậy thì có công dụng gì? Nếu không làm ra tấm gương, thì phải nhanh chóng vãng sanh thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc để tiếp nhận sự dạy dỗ của A-di-đà Phật. Sau khi đại triệt đại ngộ, thành Pháp Thân Bồ-Tát, thì quý vị tự nhiên liền giúp đỡ A-di-đà Phật giáo hóa chúng sanh ở mười phương thế giới. Giống như biểu pháp của Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy, là được phái đến. Đến để biểu diễn. Sau đó chúng ta quay đầu thì lập tức liền thấy được. Hóa ra tất cả chúng sanh trên toàn thế giới đều là do Phật Bồ Tát phái đến, đều là để biểu diễn thôi. Ngay cả cây cối, hoa cỏ, núi sông, đất đai đều là Phật Bồ Tát phái đến để biểu diễn, phái đến giúp đỡ chúng ta. Chúng ta trong mê muội nên không biết. Đó là bởi nguyên nhân gì? Vì không có thành ý nên không nhìn ra được. Nếu tâm chân thật, tâm chí thành, thì sẽ nhìn ra được. Sau khi nhìn ra được, liền sanh khởi tâm cảm ơn. Cảm ơn đối với Phật Bồ Tát, cảm ơn Tổ Tông, cảm ơn đối với tất cả chúng sanh, tất cả vạn vật. Đó là chí thành tâm. Tiếp theo thứ hai là thâm tâm. Thâm tâm là gì? Tâm tin sâu vậy. Tin sâu hai điều. Một là tin sâu quyết định rằng thân mình hiện là phàm phu sanh tử tội ác. Từ bao kiếp đến nay thường lưu chuyển chìm đắm, không có duyên gì để thoát khỏi. Đó là sự thật. Quý vị quan sát tỉ mỉ đều ở trước mắt. Gặp được giáo huấn thánh hiền, gặp được kinh giáo của Phật Bồ Tát, gặp được thiện tri thức đến giúp đỡ chúng ta học tập là khó biết bao. Ngày nay càng khó hơn. Tôi theo thầy Phương là 65 năm trước. Ở đây nói 65 năm trước. Lúc đó tôi muốn học mà không có duyên. Không ngờ rằng thầy Phương có thể dành thời gian ngày Chủ nhật để dạy tôi 2 giờ đồng hồ. Tôi rất cảm ơn. Không nộp một đồng học phí.
thầy nghiêm túc dạy học, giúp tiêu trừ hết những hiểu lầm trước kia của chúng tôi, mới sanh khởi tâm cung kính đối với giáo huấn của Thánh Hiền, của Phật Đà. Nếu như không có bước ngoặt đó, thì có thể tôi sớm đã không còn ở thế gian rồi. Bởi vì thọ mạng của tôi chỉ có 45 tuổi. Năm 45 tuổi đó thực sự bị một trận bệnh. Bệnh suốt một tháng. Trong lòng tôi hiểu rõ thọ mạng đã hết rồi. Nên tôi cũng không tìm bác sĩ, cũng không uống thuốc. Hai đồng học Đại học Đài Bắc, một Đại học Sư phạm, một Đại học Chính trị, bốn người nữ đó chăm sóc cho tôi, luân phiên chăm sóc tôi lúc đang bệnh nặng. Mỗi ngày tôi ăn một ít cháo với rau, niệm Phật cầu vãng sanh. Thọ mạng hết rồi, tôi tin tưởng bác sĩ chỉ có thể trị bệnh, không thể trị mạng. Mạng hết rồi thì ngoan ngoãn chuẩn bị đi. Niệm Phật như vậy, qua một tháng thì bình phục lại, hết bệnh rồi. Từ lúc đó cho đến bây giờ, năm 79 tuổi, tôi bị một trận bệnh nữa, bị 4 ngày. Khi đó đang tham quan Bắc Kinh, tôi ở trong khách sạn, không nằm bệnh viện. Trong lòng tôi cũng hiểu rõ, 79 tuổi. Rất nhiều người đều không qua được 79 tuổi. Ngài Đông Phương Mỹ cũng ra đi năm 79 tuổi. Vì vậy, tôi tin tưởng Phật Bồ Tát kéo dài thọ mạng cho tôi. Từ 45 kéo dài tuổi thọ tới 79, rất khá rồi, rất mãn nguyện rồi. Lúc đó mời Đông Y, quen biết với vị lão Đông Y ở Bắc Kinh. Họ cho tôi uống Đông Dược. 3 ngày thì hồi phục rồi. Sau khi hồi phục, tôi liền về Hồng Kông. Ở Hồng Kông dưỡng sức khỏe 2 tuần. Vậy rồi liền khôi phục việc giảng kinh, dạy học. Từ đó mãi đến nay không bị bệnh nữa. Thân thể lưu lại thế gian làm việc gì? Để giúp A-di-đà Phật tiếp dẫn người sơ cơ. Hiện nay gặp được một cơ duyên, gặp được văn hóa truyền thống Trung Hoa chúng ta. Nếu như không có ai kế thừa, phát dương quang đại. Truyền lại cho đời sau, thì văn hóa này rất có thể sẽ diệt mất. Đây là điều mà chúng tôi rất lo lắng. Nếu văn hóa truyền thống Trung Hoa tiêu mất hẳn ở thế gian, thì là đại bất hạnh của nhân loại. Tại sao vậy? Vì nhân loại sẽ đi vào đen tối. Vấn đề này rất nghiêm trọng, nên nếu có duyên phải làm. Chính tôi không có năng lực làm nữa. Tuổi tác quá lớn rồi. Thế nhưng tôi hy vọng có người làm. Hy vọng người trẻ nghiêm túc, nỗ lực. Cả đời sẽ làm việc lớn này. Đây thực sự là điều mà Trương Tại nói. Vì thiên địa lập tâm. Vì sanh dân lập mạng. Vì giảng thánh kế tuyệt học. Vì giảng thế khai thái bình. Là sự nghiệp vĩ đại.
Có người chịu phát tâm thì tôi toàn tâm toàn lực làm hộ pháp. Tôi đến hộ trì họ. Đó là việc lớn. Hiện tại có chút diện mạo. Người Anh quốc đang làm. Vô cùng hiếm có. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện qua mười mấy giờ đồng hồ. Những điều tôi nói họ đều nghe hiểu được. Đều có thể tin tưởng, không hoài nghi. Trường học đó muốn hợp tác với chúng tôi, thành lập viện Hán học. Học viện của Hán ngữ cổ. Mục đích vô cùng đơn giản. Bồi dưỡng một tốp người trẻ tuổi có năng lực biết được chữ Hán, hiểu được văn ngôn văn, có thể đọc tứ khố toàn thư. Thì mục đích này của chúng tôi đạt được rồi. Chúng tôi mua rất nhiều tứ khố toàn thư. Sẽ không thất truyền rồi. Nhưng yêu cầu truyền nhân. Yêu cầu truyền nhân thật sự dùng tinh lực, thời gian, cả đời của mình phụng hiến cho Hán ngữ cổ. Tiếp nối văn hóa truyền thống 5.000 năm. Tạo phước toàn nhân loại. Không những tạo phước toàn nhân loại hiện nay, mà tạo phước ngàn năm vạn đời về sau. Không đại sự nhân duyên nào qua được việc này. Chúng ta phải biết như vậy.